Sốc, người đàn ông bị tiêm hai mũi vaccine Sinopharm cùng lúc. Điểm tiêm chủng ở quận Gò Vấp vừa xảy ra trường hợp một người tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cùng lúc. Cụ thể, sáng ngày 15 tháng 8, ông Phạm Quốc Bảo, 49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, đến điểm tiêm tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường 11, quận Gò Vấp để tiêm vaccine COVID-19 Vezosen của hãng Sinopharm. Ông nói, lúc 9 giờ 35 phút, sau khi khám sàng lọc, tôi vào bàn tiêm cô nhân viên y tế tiêm kiểm tra kỹ họ tên sau tiêm tôi được xác nhận đã tiêm mũi một tôi vừa đứng lên đi ra và thấy vết tiêm có dứa máu cô nhân viên y tế bàn bên cạnh kêu tôi ngồi xuống cô lấy bông gòn xoa xoa tôi tưởng sát trùng tôi sợ đau nhìn qua bên phải nhưng rồi bất ngờ tôi bị tiêm mũi nữa cạnh mũi tiêm một bên tay trái hai mũi tiêm cách nhau chừng một phút ông bảo hỏi vì sao vừa tiêm một mũi lại tiêm mũi nữa thì cô nhân viên y tế nói nhầm sau đó 10 phút ông bảo thấy đau đầu nên la lên ông gọi sở y tế trình bày mình được tiêm hai mũi và được chấn an ông gọi cho quận gò vấp thì có người hướng dẫn gặp bác sĩ tại điểm tiêm ông được đưa vào phòng đo huyết áp lúc này tăng cao sau khi theo dõi tại điểm tiêm ông được cho về nhà theo dõi tiếp uống thuốc giảm đau chiều cùng ngày ông bảo trở lại lấy giấy xác nhận tiêm của đóng dấu và trình bày đang lo lắng và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tối ngày 15 tháng 8, tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung hòa giám đốc trung tâm y tế quận gò vấp xác nhận là có trường hợp một người dân được tiêm hai mũi vaccine covid 19 chín của hãng sinopharm cùng lúc theo bác sĩ hòa điểm tiêm này được một đơn vị y tế tư nhân trên địa bàn quận tăng cường thực hiện quận cũng đã giao bác sĩ điểm tiêm theo dõi sức khỏe ông bảo bác sĩ hòa cho biết khó có chuyện nhầm lẫn xảy ra theo bác sĩ hòa việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe vì mỗi mũi chỉ 0,5 ml